Hello hello, xin chào anh em nha. Chú đeo cai gậy vui vẻ. Hôm nay ngày 2 anh em ơi. Đây, bình thường thì game hôm nay sẽ reset vào lúc 5 giờ sáng nha anh em. Đây, mình chạy map thì cũng chạy tới map 10 mười mấy rồi đó. Nếu mình coi mình chạy tới mười mấy rồi, hôm qua mình dùng điện thoại mình thôi, mình chạy 12 rồi. Mình chạy tới map 12 rồi. Ở này 55 mới ấy nữa nè. Đấy, mình 53 rồi. Nhưng hôm nay mình hiến HP để úp con bé anh em ơi. Ồ, thử xếp hạng gì? Hạng 15 nhưng mà lại được 47.000 kim cương hả? Ngon vậy? Húp thôi. Đấy, để mình xúc con bé hôm nay. Canh me canh chua nó rồi. Bây giờ là lụm con bé ở đây ơi. Mình mua con dịch. Con dịch Karu. Con này là của Vivi. Của công chúa Vivi. Rồi. Dứt anh em ơi. Đấy, lụm 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 con vịt. Đây, vô. Đây. Kích hoạt con vịt liền. Từ từ đã. Ok, đó, giờ mình kích hoạt con vịt cái anh em ơi. Hè hè, bé con vịt. Tăng phòng ngự 1k, tăng sát thương 5%, khống chế tăng 10% và bản sát thương 10%, khá là ngon, mình thích con vịt này á. Anh em cũng có thể ẩn bét hoặc là mang bét nha, đây có con vịt chạy sao nè. Ở này mình chạy vô cái map rồi nè, có mấy anh em á nè, chạy vòng vòng thấy mấy anh em cái kiểu rồi. Rồi bây giờ mình đi nhận quà, mình chuẩn bị mình update và chinh chiến ngày thứ hai hơn em ơi. Game thì đồ họa 3D nên em thấy đi vòng vòng các kiểu được không? Khi mà anh em up bét lên thì mỗi bét có chỉ số, mình thấy nó là cộng dồn luôn, anh em mở ra được rồi. Còn anh em cho nó đi theo là thấy là đẹp đẹp. Ở cái này là Baby Fire đi vô đây bắn gụ hả? Baby Fire đi bắn gụ hả? Đó, mình có con dịch nè, anh em chưa có bét, còn mình có bét nè. Nè, đu top cấp hả? Mình thì hạn chắc mấy chục anh em úp kinh vãi chưởng luôn, thật sự nha, anh em chơi game rất là ghê, úp kinh vãi chưởng luôn. Còn hạm đội thì sao? Hạm đội của mình đang top 1 hả? Ủa, mình đang top 1 luôn hả? Ui, hôm qua mình thấy cái hạm của bạn này xong mình xin vô, ai ngờ mình xin vô cái hạm hạm top 1 luôn anh em. Lễ hội thành viên. Nay là lễ hội ngày thứ hai. Để mình đi nhận. Xong mình đi nhận quà cái anh em ơi. Giảm giá ngày mình đã mua hết rồi. Nhận thẻ tháng. Cái này anh em đi map đồ thì anh em nhận quà cũng được nhiều lắm nha. Này bạn trả chiêu mộ. Mình để từ từ đi. Từ mình sẽ chiêu mộ sau. Còn cái này thì mình mua ở giới hạn tháng. Mình nghĩ là mua giới hạn tuần 75, 70. Nó khác nhau một tí. Thôi giới hạn tháng đi, mua cái này luôn đi. Tiêu phí là mình tích tiêu 300 mấy cây kim cương rồi. Tích lũy nạp. Ủa mình mua con bé thì nó không có tính cho mình tích lũy nạp đây hết ta. Vậy là mình không được rồi. Ủa mình vừa mua một gói kia thì hình như là mình mua kim cương mình mới được tích lũy nạp anh em ơi. Để mình coi nạp đơn thì mình cũng không được nè. Hay là nó chưa cập nhật ta, tí nó mới cập nhật. Còn đây là chiêu mộ 300 mảnh thì sẽ được nha. Đây là mảnh Golden. Golden thăm kiếp. Đây là anh em trong top nạp nè. Anh em nạp ghê thiệt. Cái này anh em hình như là anh em nạp cái này. Đây trong đây thì mới tính đó, hoặc anh em mua thẻ tháng, mình ngày qua mình mua thẻ tháng mình cũng nhận được khá là nhiều á. Bây giờ đi làm vụ hàng ngày và đi up tiếp. Đây là tích làm ngày cũng chưa được nè. Từ từ đã. Tí để tí mình hỏi về hỗ trợ đó. Mỗi ngày thể lượng anh em mua được nhiều lắm, 57 lần cho đến 60 ha. 60 mà mỗi lần 250 thì anh em có thể mua 15k thể lực. Nên là anh em up cấp các kiểu đồ mình thấy là cũng khá là lẹ và nhanh luôn ấy chứ. Nè trong đây mình còn một đống thịt nè. Thùng thì mình còn mấy trăm thùng mình chưa chiêu mộ á anh em ơi. Để từ từ mình chiêu mộ.
Đúng rồi. Cái thịt của mình đây đây đây. Đây là 70 mấy k thể lực nữa. Trời ơi. Như đây là đi boss là sướng luôn á. Để mình chưa mộ hàng giờ thử nha. Cái này là miễn phí nè. Mảnh gâu trắng 10 lần thì sao? Mảnh lù cái kiểu mà bao giờ. Úi 4k4 kim cương. Mảnh san cái kiểu 300 mảnh thì anh em mới được ghép được lận. Mảnh tướng cộng. Cái này là cũng random anh em. Không thấy nhận Lunica và Kaido luôn nhân và King. Cái này anh em thiếu ít mảnh thì anh em vô đây anh em chưa mộ được. Để kiếm thêm. Nói xong rồi anh em có móc cái kiểu ở đây nữa nè. Bây giờ mình đi úp tướng lên đã. Đây. Ủa được kit nè. Mình ghép anh kit vô. Bồi dưỡng. Cấp 53 mới đột phá được. Bây giờ mình tăng cấp lên là mình đột phá được nè. Mình chưa xài thể lực mà mình cấp 53 rồi. Hôm nay mình làm vụ ngày cái kiểu mà mình xài thể lực lên. À, đột phá. Tím cộng 2 đúng không? Ủa cấp bao nhiêu mới? 58 hả? Ồ 58 mới đột phá nữa à. Đột phá này. Hôm qua mình mới bắt đầu là cấp 40, bây giờ mình sẽ lên được 53 rồi. Còn mấy cái này thì anh em cứ càng quét thôi. Thiếu thì anh em cứ càng quét. Cái shop thần bí này á là mình thấy là 1 tiếng á, anh em nên càng quét một lần để kích hoạt cái shop này. Còn mấy cái nào cần thiết á thì anh em cứ mua thôi. Này mảnh bản năng cái kiểu á, mình thấy là kim cương trong game này mình thấy kiếm cũng khá là dễ nên anh em cứ sử dụng thoải mái thôi. Này bây giờ đi map á. Đây, có mấy cái nhận thưởng mình chưa nhận này, nhận một phát là 111k kim cương luôn. Cái Libby 500 mấy nữa nè anh em. Công nhận kiếm ở đây Libby cái kiểu đồ mình thấy kiếm là khá là dễ nha. Đó anh em kiếm để anh em chiêu mộ nha. Mình là tích được bao nhiêu Libby rồi. K4 Libby rồi. Nữa chiêu mộ update lên cho anh em xem ha. Cái này đố vui đúng không? À Luffy. Câu này là dễ luôn, kiểu như câu cơ bản luôn ấy chứ. Còn cái này là cái gương đá thức tỉnh thôi. Đây làm vụ mỗi ngày để mình nhận đó. Rồi xong mình úp. Giờ đi càng quét 53 đi càng quét. Mình nên mua hết cái thế lực. Một ngày mua được khoảng 15k thì cứ mua hết thôi anh em ơi. Mấy chục k kim cương là có thể mua hết rồi. Ok. 14k mấy thế lực nè, mua hết đó xong mình đi càn quét thôi. À đánh tinh anh xong thì anh em càn quét anh em nâng đồ, còn anh em bình thường thì nâng phẩm của tướng đây nè. Bây giờ 500 lần hả? Là 3k á. 3k lên 55 rồi nè anh em. Rồi bỏ qua đi. Cái này cũng 500 lần. Đây, giật 57 không 56 nè. Còn cái này luôn nè. Đấy. Càng quét một lần là ôi 57 rồi, mình làm một phát nữa đi. 500 lần là 3k. Nào thiếu ít nhất cái này đi 500 mấy đúng không? Rồi, mình càng quét tiếp. 58 rồi, đấy, hợp lý đó mình nâng lên cái phẩm tím 3. Nâng cấp cái rồi. Đấy, đột phá úp lực chiến lên thôi. Anh em úp lên 200 mấy k luôn rồi, cấp 1 á. Mình thì chắc cũng hơi lâu à. Đột phá. Tím 2 nè, đột phá cái nữa. Ủa. À tím 3 rồi mà. Đây đột phá ngay. Tím cộng 2. Này càng quét có khoảng 500 lần cái nữa đi. Coi không biết có thiếu nữa không. 58 nè, đột phá rồi. Tím cộng 3. Đột phá. Còn có K4 bình nè. Đột phá. Còn Kuma nữa. Đó là cái full team tím 3 được 130 mấy ca lượt chiến. Cái này mình chưa quay. Mình chưa quay để mình xả thêm. Để mình chưa mộ thử 400 cái thôi. Mình muốn đang muốn tích nhiều nhiều để anh em mình cùng xem.
cái nhân phẩm của mình. Anh em kêu là ít gà đất chứ mình thấy mình vẫn gà mà. Trời ơi bà chị ghi du mà bả có A thôi hả? Ai đây? Brook. B33 chưa bỏ được Brook. Mình thì không thấy cái nhân phẩm mình đâu nữa ta. Xíu hồ biến. À được cái vận mệnh cái VV hả? Vãi cái VV 3 sao đây được cái gì đây? Lại là VV nữa hả? Nè, anh em thấy nhận được cái gì? Balami gì đó. Ê, nhân phẩm tôi sao hết rồi, hôm qua mình quay hơn lắm á anh em. Hôm nay vào dĩ vãng rồi. Dĩ vãng rồi. Gubinet à? Brook nữa nè. Ủa hôm nay mình chả thấy tướng đó luôn á, hôm qua mình quay được nguyên cái đó hồi luôn mà, sao hôm nay mình đen người ta? Ồ khá là nhiều vị tướng xịn đấy. Nhưng mà hãy cho tôi vị tướng xịn A cộng. À lại kích hoạt thêm cái nữa nè, hình như là ra bút ghi hả? Biết ngay mà. Ra anh sạn nhưng mà anh sạn này hết thôi, không phải hết hết anh em ơi. Hiện tại thì mình cũng chưa có tướng hết nhiều đâu đó, khoảng 7 đám con gì à. Ra ông gáp nè, ông nội gáp nè. Ra ông nội gáp à, anh em ơi, vãi trưởng thiệt, quá đã, quá đã. Chờ vãi vậy chứ anh em, phải ra đó chứ anh em, nhân phẩm mình phải xịn chứ. Nó muốn đổi hay gì phải đọc skill. Giờ mình nâng lên thì còn dễ. Giờ thì cài tên anh xong up lên nữa là được rồi. Hình chiêu mộ quá trời luôn mà mới được gáp à, này phải dùng nhân phẩm mà chiêu mộ á anh em ơi. Hả à, gan số 2 hả? Smoker ai đây? Lại là GBK chipper rồi, để mình tích chắc lên 2k luôn để đi cho anh em xem nhân phẩm chứ mà mình mới có thử khoảng 400 thì mới có được một vị tướng thôi. Đó là ông nội gáp. Baby file rồi, ok xong, tạm vậy đi. Rồi, nay thì lụm con bé nó cho có với anh em. Nè, thư kiện này. Những bộ thể lực quen trả chiêu mộ đấy, chiêu mộ quen trả đây. Những quà. Còn gì nữa không? Tích lũy tiêu phí 400 kim cương. Nhận kim cương mà thịt, bụi man thuật các kiểu. Đây, anh em kéo qua thì sẽ thấy nó nha. Này, tích lũy mát là bao nhiêu rồi? 27.000 kim cương, 30.000 kim cương. Đâu, 30 triệu kim cương chứ, lộn. Ngon hay chứ. Thì ra là vậy. Khi anh em nạp có tháng là mình thấy là tích tính vô tích nạp và tích lũy nè. Hoặc là gói kim cương thì phải. Còn ví dụ mình mua gói bét hay là mình mua cái gói đâu ta? Cái gói mà giới hạn tháng đó, thì mình thấy nó không có tích. Rồi. Bây giờ mình đi cài tiếp mấy cái ải tinh anh thôi anh em ơi. Ải chính thì giờ mình đủ rồi đó, nhưng mà mình chưa đánh, giờ mình đi cài tinh anh để mình up đồ thôi. Ủa này phải ủa. À hết thể lực hả?
Mình tưởng là mình chưa đánh mà mình phải mua lượt đánh chứ. Mình dùng mấy cái này trước đi. Mấy cái nhỏ nhỏ là dùng trước đi, rồi mấy cái xịn xịn thì tính sao. Này, cho cái team mình vô. Nè, để auto luôn á, cho lù. Lù đánh trước tên nhìn bi tới đấng Kuma. Cuối cùng là Anay và Kizaru. Ủa, như mình thấy cái gì sai sai ta. Kizaru này đúng rồi nè. Anay thì mình thấy là cũng sát thương khá là ghê, với ảnh là nhiều sao nhất trong đội hình, 6 sao. Còn anh Yinbi 5 sao. Anh lù của mình thì 4 sao, hôm qua mình mới quay được. Ủa sao mà có 2 sao ta? Mình thiếu cái gì à? Thiếu một sao này hình như là. Để mình coi mình thiếu cái gì. Có mấy ải á, có mấy. Bỏ qua. Cái gì hoàn hảo chứ lên này 20%. À kiểu như đây, combo cái kiểu chứ. Phải hoàn hảo mới được. Còn ải thì mình qua dễ rồi, qua xong càng quét để kiếm, để nâng đồ lên anh em. Nói chung thì má này mình chưa đi nhiều nên là nó vẫn còn dễ. Đi map thì mình thấy dễ cái đó là cái map nó gây sát thương cho mình khá là ít. Nhưng mà được cái nó trâu anh em nè, ai chín nè, để vô ai chín cho anh em xem nha. Đây ảnh 13 đây. Đây cho anh em xem. Hiện tại mình cũng 58 rồi, mình chưa dùng hết thịt nữa, mình thịt lên được 6 mấy á. Tóc của mình thì 997. Này mấy quái thường thôi, chưa tới boss mà cho VV làm quái. Coi ai làm boss đây, tới 50, tới cái đợt 2 thì 50. Tiếp theo còn mấy map nó khá là trâu, còn mấy map mình thấy là cũng khá là dễ. Anh em chỉ khó tướng lên map phẩm với map cấp hiện tại anh em có là được rồi. Rảnh thì đi thêm up thêm đồ, đi map tinh anh để up thêm đồ ha anh em. Đó, đây là nội của này nè. Đạt 3 trên 3 rồi, quá nó ranky. Mình thấy đội hình mình á, mình thấy là lù nè với đấng là thấy sát thương cao. Mà mới 4 sao rồi. Mình quay không ra nữa, mình tận sao lên. Cũng có thể dùng mảnh vạn năng á để anh em nâng. Nè, đấng đấng y nộ nè. Ba phát là 60 mấy k sát thương nha, mà pha nào cũng chí mạng là được. Sóng này để vô BK cho anh em xem đấu trường thì hôm qua mình hạng mười mấy á, mà công nhận được hạng trong đây kim cương nhiều thiệt sự. Sớm mới nhận thư thì anh em thấy là cũng được khá là nhiều kim cương đó, một ngày đi cày cuốc thì cũng có khá là nhiều kim cương để xài. Dư nè, dư để anh em mua mắt thể lực.
Anh này ném phát là xong rồi đó, end game rồi đó. Rồi. Ok. Giờ mình sẽ vô đấu trường. Đây. Hôm qua là đi tháp thí luyện mình ủa sớm là hạng 15. Bỏ qua đi. Xong rồi mở gương để kiếm. Đây, mở hết. Mua hết 10 lần, mua hết 5 lần. 700 mấy xu thí luyện thôi, vậy được rồi. Mua hết phát nó đi. Rồi, 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 ok, tầng sau. Nhận quà, nhận quà. Hiện tại mình xếp hạng bao nhiêu? Hạng 9 à. Thôi từ từ mình đánh tiếp. Đấu trường hiện tại bao nhiêu? Hạng 25 hả? Bạn này 23 này, 99k thì không biết mình quay lại hay không nữa. Mình ngẫm qua đúng là có 6 con ở đó đó. Mình sử dụng cái 6 con luôn á. Mình chưa có xem skill để mình coi tướng nào mạnh á. Để mình chơi anh em ơi. Cái này anh em cũng có thể bỏ qua nữa nhưng mà bạn đánh mình không mất sát thương. Đúng rồi, anh em cũng kêu mình úp tóc lên đó mà mình chưa có úp nè. Tóc của mình có 1k3 của bạn 3k mấy. Thì anh em chơi game gacha thì anh em cũng biết đó, tóc cao là đánh trước á. Nhưng mà bạn quánh mình không có đau. Đây tên lù của mình nộ đây. Không biết mình quánh bạn thì sao. Mình quánh bạn cũng không có lắm. Rồi thất bại luôn anh em ơi. Sát thương của mình có 370, sát thương của bạn 150 nhưng lại quýnh quà nên là thua. Mấy cá trưởng thiệt. Rồi hôm nay xin phép với anh em mình sẽ làm clip tiếp theo thôi. Cảm ơn anh em đã xem ủng hộ nhiều nha. Xin chào anh em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo. Cảm ơn anh em biết nhiều. Xin chào anh em.